Chấn động, những nhà sư bị trừng phạt bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một loạt các vị sư nổi tiếng, trụ trì các ngôi chùa lớn khắp trong Nam ngoài Bắc của Việt Nam, đồng loạt bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật. Mới đây nhất, Thầy Thích Trần Quang, trụ trì của Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu, bị kỷ luật, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Trước đó, vào đầu tháng 5, Thầy Thích Nhuận Đức bị kỷ luật cấm thuyết giảng 1 năm và phải sám hối chư tăng, chịu kỷ luật biệt chúng tại Tổ đình Hộ Pháp, ngôi chùa mà Thầy trụ trì. Còn mở bát cho các sự kiện mang tính thanh lọc trong nội bộ giáo hội năm nay, phải kể đến Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, do những lùm xùm liên quan đến thuyết giảng về nhân quả, phước báo. Mời quý vị cùng chạm kỳ bí, nhìn lại những vụ việc lùm xùm trong Phật giáo Việt Nam thời gian gần đây. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, mong quý vị lưu ý. Nội dung trên kênh Chạm Kỳ Bí được tạo ra nhằm mục đích giải trí và cung cấp thông tin. Các thông tin được trình bày trên kênh không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên của các chuyên gia hoặc các nguồn tin chính thống. Trạm Kỳ Bí không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được trình bày trên kênh. Người xem nên tự đánh giá và xác minh thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên những thông tin này. Sư Thích Trần Quang và các phát ngôn gây tranh cãi. Sư Thích Trần Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, là một vị sư nổi tiếng với các bài giảng pháp thu hút được hàng nghìn người theo dõi ngoài đời thực, hàng chục nghìn người follow trên mạng xã hội. Tuy nhiên, gần đây, một số phát ngôn của ông bị cho là không phù hợp với giáo lý Phật giáo, thậm chí còn gây phẫn nộ trong dư luận. Cụ thể, nhà sư Thích Trần Quang nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn gây sóng gió về nhân quả, các lời kêu gọi cúng dường cũng như các phát ngôn chỉ trích các nhà sư khác. Trên các nền tảng như YouTube, Facebook và TikTok, không khó để có thể tìm được video có các phát ngôn gây tranh cãi của ông. Một số câu nói gây ra nhiều tranh cãi của nhà sư Thích Trần Quang có thể kể tới như: phải tìm tiền mệnh giá cao và đưa cho thầy trụ trì, ông thầy trụ trì mới làm được việc đạo. Tại sao ta lại được gương mặt đẹp như vậy? Bởi vì kiếp nào đó ta cũng tham dự lễ đúc tượng và ta cũng đã cúng dường. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả cái nhà cho mình, cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Cách đây 2 tháng, vào ngày 19 tháng 4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức buổi làm việc với Thượng tọa Thích Trần Quang để kiểm điểm và chấn chỉnh phát ngôn. Thông tin này sau đó được công bố vào ngày 17 tháng 5 trên báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, theo một bài viết ngày 7 tháng 6 trên báo Giác Ngộ, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã đề nghị thẩm tra các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của nhà sư Thích Trần Quang. Nếu ông Thích Trần Quang có vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm minh. Cũng theo báo này, những phát ngôn của nhà sư Trần Quang trong các video trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Những hành động và phát ngôn này đã khiến nhiều Phật tử và các nhà sư khác bức xúc, yêu cầu giáo hội phải có biện pháp xử lý. Kết quả là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định kỷ luật sư Thích Trần Quang để giữ vững đạo đức và uy tín của Phật giáo trong mắt công chúng. Trong khi vụ việc bị giáo hội xử lý còn chưa kịp lắng xuống, thì sư Trần Quang lại dính vào một vụ việc lùm xùm lớn hơn, đó là nghi án sử dụng bằng tiến sĩ giả. Cư dân mạng rầm rộ thông tin về việc tấm bằng tiến sĩ mà thầy Trần Quang khoe trong lễ nhận bằng tiến sĩ năm 2021 có thể được coi là bằng tiến sĩ siêu tốc đạt kỷ lục Việt Nam. Vì mới trước đó 2 năm, năm 2019, thầy mới nhận bằng cử nhân. Vậy thì làm sao trong khoảng thời gian 24 tháng thầy có thể nghiên cứu, bảo vệ thành công tấm bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính đóng dấu đỏ chét của Đại học Luật Hà Nội? Trả lời những nghi vấn này, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã giải thích rằng thì thầy Trần Quang là cử nhân luật loại giỏi, có một báo cáo hội thảo quốc tế nên là được coi như đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trong thông cáo báo chí, Trường Đại học Luật Hà Nội nêu cụ thể các căn cứ pháp lý áp dụng cho quá trình đào tạo
đối với học viên Vương Tấn Việt, tên thật của thầy Quang, đó là căn cứ tuyển sinh, đối tượng và điều kiện dự tuyển, xét tuyển và trúng tuyển, tiến trình đào tạo, thời gian đào tạo. Cũng theo trường Đại học Luật, trong tiến trình đào tạo, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, gồm 43 tín chỉ các học phần thuộc ngành, chuyên ngành trên tổng số 60 tín chỉ. Ông Vương Tấn Việt được miễn luận văn 12 tín chỉ và ngoại ngữ 5 tín chỉ, theo quy định tại thông tư 08. Từ năm 2020 đến năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Trường Đại học Luật Hà Nội cũng nêu ra các văn bản, giấy tờ để chứng minh rằng ông Vương Tấn Việt đã có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Đơn đã được Hội đồng Bảo vệ Luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý. Tóm lại, theo trường này, việc thầy Quang đạt được bằng tiến sĩ chỉ sau 2 năm cấp tốc rùi mài kinh sử là hoàn toàn đúng quy trình quy định. Thế nhưng, đúng lúc đó thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một video mà chính lời thầy Trần Quang phát biểu. Thầy Thích Trần Quang nói, có một trường đại học, ban giám hiệu người ta có tâm đạo, người ta mời thầy tới, người ta cúng dường cho thầy cái bằng tốt nghiệp tiến sĩ, được luôn đấy, học hành gì tâm này, chủ yếu là người ta có tâm, một trường đại học nó cúng cho thầy, không cần học hành gì tâm này. Vâng, quý vị vừa nghe ông ấy nói, không hề nghe sai đâu ạ. Thầy nói giữa thành thiền bạch nhật là không cần học hành và rằng bằng tiến sĩ đó là do một trường đại học cúng dường. Mặc dù ông không nêu rõ tên trường, nhưng chúng ta có thể dễ dàng đoán ra đó là trường Đại học Luật Hà Nội. Ông khẳng định rằng không mất tiền cũng không mất công học được cúng dường tấm bằng. Thật sự cạn lời khi một vị sư đức cao vọng trọng như thầy Trần Quang có thể ngang nhiên nói rằng tấm bằng tiến sĩ cũng có thể được cúng dường như bất kỳ vật phẩm nào trong đời sống, chẳng cần phải nhọc công học hành hay nghiên cứu gì giáo. Kính thưa quý vị, câu chuyện về ông Thích Trần Quang, người đã đạt được học vị tiến sĩ nhưng lại có những phát ngôn gây sốc khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nếu đúng là có chuyện cúng dường bằng cấp như ông Thích Trần Quang đã nói, thì cần tìm ra đúng người, tổ chức đã thực hiện hành vi sai trái này và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn nếu đó chỉ là phát ngôn kiểu dựng chuyện, thì người nói cũng cần phải bị xử lý vì những phát ngôn vô căn cứ, đi ngược lại với quan điểm của Đảng, Nhà nước và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Còn bản thân quý vị nghĩ sao về hiện tượng này? Xin bình luận số 1 bên dưới video nếu quý vị thấy rằng hiện tượng cúng dường bằng cấp là không thể chấp nhận được. Sư Thích Nguyễn Đức bị kỷ luật vì sao? Sư Thích Nguyễn Đức, một nhà sư có tiếng tại một ngôi chùa lớn, cũng đã gặp phải vấn đề tương tự khi bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do những vi phạm trong thuyết giảng của thầy Nguyễn Đức. Vào ngày 6 tháng 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản cấm Sư Thích Nguyễn Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng một năm. Theo giáo hội này, nhiều phát ngôn và thuyết giảng của nhà sư Nguyễn Đức đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và xã hội. Một số phát ngôn gây tranh cãi của nhà sư Thích Nguyễn Đức có thể kể tới như: có mấy bà niệm Phật mỏi chân, mấy bà mặc quần ống rộng, lúc phóng sanh thả chim, còn chim nó chui vô quần bà. Mấy cô niệm Phật giết, mấy cô đẹp quá nên mấy cô ngồi trước mặt Nguyễn Đức, tự nhiên nhìn thấy mấy cô chảy nước miếng. Khi cúng dường, không cúng thì thôi, mà đã cúng thì cúng đồ ngon, thầy chùa chẳng lẽ không biết ăn ngon. Sau khi nhà sư này bị kỷ luật, trang Facebook mang tên Thầy Thích Nguyễn Đức với hơn 130.000 lượt theo dõi và kênh YouTube Thầy Thích Nguyễn Đức bài giảng gần 14.000 lượt đăng ký vẫn phát trực tiếp các bài thuyết giảng có sự xuất hiện của nhà sư Thích Nguyễn Đức theo báo Công Thương. Sự việc này sau đó đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giải thích rằng các video nói trên đều là video cũ. Tệ hơn nữa, trong lúc đang chấp hành án kỷ luật của giáo hội, lại lộ ra một video thuyết giảng gây phẫn nộ dư luận của vị thầy tu này. Thầy Nguyễn Đức trong một video đã kể, mới hôm kia, phái đoàn 50 người, người Miên Đen, Campuchia đến, vừa bước vào gặp thầy Nguyễn Đức, chào hỏi không nghe rõ. Sao tự nhiên nói gì không nghe rõ? Thầy nói, chào thầy, chúc thầy mẹ khỏe. Họ đáp lại, họ chào nói gì không nghe gì hết trơn. Thầy đáp, thôi gặp tôi nói tiếng Việt đi, tôi không biết tiếng này đâu. Tiếng này là tiếng gì? Là tiếng Khmer. Họ trả lời, Khmer là gì?
Miên Đen hả? À, biết rồi. Gọi người Khmer bằng những tên gọi miệt thị và thái độ chế giễu đồng bào như vậy, thầy Nhuận Đức đã nhận bão phản ứng từ cộng đồng mạng. Phát ngôn của thầy Thích Nhuận Đức về đồng bào Khmer không chỉ gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng dân tộc này. Một tài khoản YouTube tên Huy Khảnh đã lên tiếng, là người con dân tộc Khmer chính gốc. Vài ngày trước, Huy có đăng tải đoạn clip vì quá bức xúc khi thấy đoạn clip đó được lan truyền trên Facebook. Thật sự, nhìn thấy thầy, Phật tử đều thấy đó không xứng đáng là một thầy tu, một vị sư theo phái Nam Tông nhận xét. Đúng là một sự việc hiếm có xảy ra với một tu sĩ Phật giáo. Thầy Thích Nguyện Đức khi đang nhận kỷ luật, sám hối lại phải sám hối thêm lần nữa vì những phát ngôn trong quá khứ. Trong thư, thầy viết rằng lời nói của mình là vô tình, xin bỏ qua chuyện cũ và mong được trừ tồn đức lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Khmer mở rộng lòng thương. Người dân mình thì đúng là thương người như thể thương thân, nhưng trường hợp này thật sự cũng khó mà thương được. Thứ nhất, thầy Thích Nguyện Đức đã vi phạm lời Phật dạy. Việc thuyết pháp phải có trí tuệ, như Đức Phật từng nói, ta sẽ thuyết pháp theo tuần tự, ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn và pháp một, ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn, ta sẽ thuyết pháp không vì tài vật, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Đó là năm cái đức mà người thuyết pháp tu hành cần có, cần luôn soi mình để lan tỏa trí tuệ của Đức Chí Tôn tới muôn người. Được xưng tôn là đại đức, trong pháp danh cũng có chữ đức. Vậy thầy Thích Nguyện Đức tu được bao nhiêu cái đức đây? Thứ hai, hiến pháp quy định các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt, chia rẽ. Vậy thì phát ngôn của thầy Thích Nguyện Đức liệu có phải là vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội và thể hiện trình độ dân trí thấp, khả năng nhận thức không cao hay không? Điều cuối cùng và quan trọng hơn hết là trước Phật, mọi chúng sinh đều bình đẳng, nhà tu hành cũng vậy. Nếu làm sai thì phải chịu kết quả tương xứng. Những phát ngôn, hành vi ảnh hưởng đến đạo Phật, đến cộng đồng tăng ni Phật tử đều phải xử lý nghiêm và kịp thời. Sư Thích Trúc Thái Minh đã có những vi phạm nào khiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải kỷ luật? Nhà sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, cũng có nhiều hoạt động và phát ngôn gây xôn xao dư luận và giáo hội đã có biện pháp xử lý. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một video với nội dung ghi lại tại khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh. Video quay cảnh một phụ nữ tên Phạm Thị Yến, một em học sinh tên KL, nhà sư Thích Trúc Thái Minh ở trên sân khấu. Bên dưới có nhiều trẻ em tham gia khóa tu đang ngồi xem. Trong video, học sinh KL đang khóc nức nở trong khi bà Yến kể lại một câu chuyện được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này. Theo câu chuyện, 14 kiếp trước, học sinh KL sống ở gần một ngôi chùa và muốn lấn chiếm đất của chùa. Sau đó là những diễn biến chi tiết về việc học sinh KL đã làm 14 kiếp trước. Sau đó, học sinh này đã được đưa tới trước mặt nhà sư Thích Trúc Thái Minh để sám hối. Đại đức Thích Trúc Thái Minh khi đó đã có đoạn nói như sau. Trong 14 kiếp trước, con cùng vong linh khởi những tâm bất thiện với Phật Pháp Tăng như muốn cướp đất chùa, chọc ghẹo chư Tăng, làm cho ba vị Tăng hoàn tục nên vong linh bị mắc quả báo, nhiều kiếp đau khổ làm gái lầu xanh. Còn KL, nếu hôm nay không về chùa tu khóa tu này, không sám hối thì sẽ gặp quả báo, vất vả vô cùng trong đường tình duyên, phải lấy nhiều đời chồng và gặp những người chồng vũ phu. Theo bài viết ngày 18 tháng 6 trên báo Công Thường, câu chuyện kiếp trước của học sinh KL nói trên là câu chuyện hoang đường, nhảm nhí, không thể có thật. Tuy nhiên, qua lời kể từ bà Yến, thêm vào đó là sự đồng tình của nhà sư Thích Trúc Thái Minh, một vị tu sĩ thường xuyên giảng giải Phật Pháp cho hàng ngàn Phật tử, thì câu chuyện đã khiến nhiều em nhỏ vỗ tay hoan hỉ tán dương và tin tưởng. Ngày 19 tháng 6, đoàn liên ngành của chính quyền thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xác định đoạn video khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng đang gây xôn xao dư luận này được quay từ giai đoạn năm 2018-2019, theo báo Tuổi Trẻ. Theo báo Tuổi Trẻ, đoạn video nói trên được nhiều người chia sẻ và bình luận, đa phần không đồng tình với cách giải thích của nhà chùa, đánh giá đây là hoạt động mê tín dị đoan. Nhắc đến thầy Thái Minh, không thể không nhắc đến sự việc chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật gây dậy sóng dư luận tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa qua. Từ ngày 23 tháng 12 năm 2023,
hàng vạn người dân và Phật tử đã đổ về chùa để chiêm bái, đánh lễ xá lợi tóc đặc biệt này. Chương trình chiêm bái xá lợi tóc diễn ra đến hết ngày 27 tháng 12, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, xá lợi Phật là một trong 8 sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương nhân người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Khi đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parami và Bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami, Myanmar, phái đoàn chùa Ba Vàng đã mời Hòa thượng trụ trì chùa Parami về dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Hòa thượng đã hoan hỷ nhận lời và đem theo xá lợi tóc của Đức Phật về Việt Nam, góp phần làm cho đại lễ thêm phần long trọng. Thông tin về xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động tại chùa Ba Vàng nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận xôn xao. Hình ảnh xá lợi tóc được trưng bày tại chùa, quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau đã gây kinh ngạc cho hàng vạn nhân dân và Phật tử. Website của chùa Ba Vàng khẳng định rằng sợi tóc quay liên tục dù xung quanh không có gì để căng kéo hay điều khiển, khác hoàn toàn so với tóc người bình thường. Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện, nhiều người đã hoài nghi về nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật, đặc biệt là tuổi đời hơn 2.600 năm của nó. Nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng, hình ảnh xá lợi tóc chuyển động rất giống với cỏ pili, một loại cỏ có thể tự chuyển động khi gặp khí hậu và độ ẩm nhất định. Một tài khoản Facebook tên TH cho rằng, xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng rất giống với cỏ pili, tên khoa học là Heteroporgon constatus. Ở một số làng quê Việt Nam, cỏ này còn được gọi là cỏ đồng hồ. Loại cỏ này khi gặp nước sẽ tự chuyển động. Thậm chí, có người còn phát hiện ra rằng trên sàn thương mại điện tử Shopee có bán sản phẩm tương tự xá lợi Phật đang trưng bày ở chùa Ba Vàng với giá từ 500.000 đến 900.000 đồng một sợi. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam, cỏ pili có tên khoa học là Heteroporgon constatus. Các nhà khoa học cho biết, cỏ pili được phát tán nhờ gió. Hạt giống của nó có thể bám vào đất và bắt đầu phát triển khi gặp nước. Khi hạt giống khô gặp nước, chúng sẽ bắt đầu chuyển động xoắn, vặn vẹo để cắm xuống đất. Đó là đặc tính sinh học rất bình thường của pili, nhưng trong hoàn cảnh này, nó đã tạo ra sự nhầm lẫn đáng kể. Sau sự việc này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra hình thức kỷ luật sư Thích Trúc Thái Minh. Cụ thể, Thầy Thái Minh phải sám hối trước ban thường trực hội đồng trị sự và thông báo tới các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn suất, tước quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng cũng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường giám sát hoạt động tôn giáo, truyền thông của chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định xá lợi Phật là niềm tin Phật giáo, có thật từ lịch sử kinh điển Phật giáo, khảo cổ học là bảo vật của một số nước châu Á. Tôn thờ xá lợi Phật được thực hành trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Phật tử thế giới. Tuy nhiên, sư Thái Minh tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật không báo cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và địa phương, không tổ chức chú đáo, truyền thông không kiểm chứng. Sự kiện tổ chức chiêm bái và truyền thông về xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng đã bị dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều, ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quả thật, sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng, lại tổ chức các hoạt động tâm linh và tôn giáo không đúng quy định, gây hoang mang cho Phật tử và làm xáo trộn trật tự xã hội như vậy, thật sự đã gây mất lòng tin của cộng đồng Phật tử. Thưa quý vị suy nghĩ ra sao về việc một số sư thầy đã không tuân thủ đúng giáo lý nhà Phật và đạo đức nghề nghiệp? Những phát ngôn gây tranh cãi, hành vi không phù hợp và lối sống xa hoa của một số sư thầy đã làm giảm lòng tin của Phật tử và xã hội đối với giới tu hành. Điển hình như các trường hợp của Thầy Thích Nguyện Đức, Thầy Thích Trúc Thái Minh và Thầy Thích Trần Quang. Những hành động này không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của cá nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Phật giáo trong mắt công chúng. Quý vị thân mến, mời quý vị bình luận ý kiến đồng tình hay phản đối với giải pháp kỷ luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phần bình luận ngay dưới video này quý vị nhé. Thưa quý vị, liên tiếp các vị sư trụ trì của các chùa lớn tại Việt Nam đã bị xử lý kỷ luật thời gian qua,
cho thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang có những nỗ lực nhất định trong việc tăng cường giám sát trong giới tu hành. Nếu như giáo hội phát huy hiệu quả vai trò giáo dục, đào tạo và giám sát, thì chắc chắn các sư thầy luôn tuân thủ đúng giáo lý và đạo đức nghề nghiệp, không để tồn tại tình trạng con sâu làm rầu nồi canh như thời gian qua. Một yếu tố khác cũng cần được nhắc đến là vai trò của cộng đồng Phật tử trong việc giám sát và phản ánh các hành vi không đúng mực của các sư thầy. Phật tử không chỉ là những người học đạo mà còn là những người giám sát, bảo vệ và duy trì các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Sự phản ánh kịp thời và chính xác của Phật tử về các hành vi sai trái sẽ giúp giáo hội có thông tin để xử lý và điều chỉnh kịp thời. Tóm lại, hàng loạt các sư trụ trì bị Giáo hội Phật giáo kỷ luật đã nêu bật những vấn đề cần được giải quyết trong giới tu hành. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cần thiết của việc duy trì và bảo vệ các giá trị cốt lõi của Phật giáo thông qua việc giáo dục, giám sát và phản ánh từ cộng đồng. Chỉ khi đó, Phật giáo mới có thể giữ vững được lòng tin và sự kính trọng của Phật tử và xã hội. Kính thưa quý vị khán giả, nội dung trên kênh Trạm Kỳ Bí được tạo ra nhằm mục đích giải trí và cung cấp thông tin. Các thông tin được trình bày trên kênh không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên của các chuyên gia hoặc các nguồn thông tin chính thống. Trạm Kỳ Bí không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được trình bày trên kênh. Người xem nên tự đánh giá và xác minh thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên những thông tin này. Trạm Kỳ Bí không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên kênh. Người xem tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin này. Một số nội dung trên kênh Trạm Kỳ Bí có thể chứa đựng những yếu tố nhạy cảm hoặc gây tranh cãi. Người xem nên cân nhắc trước khi xem những nội dung này. Trạm Kỳ Bí khuyến khích người xem có cái nhìn khách quan và phản biện đối với các thông tin được trình bày trên kênh. Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp và phản hồi từ người xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi Trạm Kỳ Bí. Đến đây, chúng tôi xin tạm dừng nội dung chia sẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nếu cảm thấy yêu thích nội dung này, quý vị đừng quên để lại một like video và ấn đăng ký kênh Trạm Kỳ Bí để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!